Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món chả chân, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Khoảng 20 gram nấm mèo chúng ta ngâm cho nở, sơ chế sạch, vắt ráo nước. Sau đó chúng ta cho nấm vào máy xay, xay nhỏ. Bún tàu thì chúng ta sử dụng nửa lọn nhỏ, ngâm cho hơi mềm, vắt ráo và cắt khúc. Khoảng 300 gram nạc xay. Bốn quả trứng gà. Chúng ta cho bún tàu, nấm mèo vào trộn với thịt. Sau đó chúng ta bắt đầu ướp gia vị. 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê tiêu, 2 thìa canh dầu ăn, 2 thìa cà phê dầu đều màu. Còn lại 2 cái lòng đỏ, chúng ta sẽ cho thêm 1 thìa canh dầu đều màu vào, quậy tan.
Thịt sau khi trộn xong thì chúng ta cho vào sửng hấp. Hấp khoảng 30 đến 40 phút, tùy theo khuôn dày mỏng. Khi chả chín thì chúng ta đem xuống trải đều lòng đỏ trứng lên mặt chả. Chúc tất cả mọi người làm món chả chân thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.